Thank you.
Thank you.
special surprise for our last song for you. About four years ago, I met this really cool kid, and he had been battling childhood cancer, but he had leukemia. And he asked if he could play sax with me on the show. So I said, sure. So he came and played sax with me. We have a picture of this somewhere. I don't know if we can put that up on the screen. But there he is. That's him at 12 years old. And he fought his cancer for 3 years, chemotherapy, 12 surgeries, and he's been cancer-free for the last 3 years. Oh, that's he's been in touch for the last 5 years, where we've become really good friends. And the thing about it is, he has become a really great saxophone player. I mean, seriously, I'm scared. And I thought for our last song tonight, we could invite him out, and we'll play the same song that we played 5 years ago. Let's give him a round of applause for Austin Gaddis. Come on, Austin. Awesome. Thank you.
Thank you.
Chừng như sáng đông, trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh. Khi em về ngồi nghe biển hát, chiều qua nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau, lời cảm ơn dư lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau, làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát rồi. Còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn úa nhau. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát rồi. Còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc rồi.
tình ta tan mau và tháng năm phải tàn úa nhau. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui.